Xin chào các bạn. Clip hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng các cái phím tắt trên chương trình phần mềm dự toán ETA giống như trên môi trường Office. Thì ví dụ như các bạn muốn bôi đậm mà hoặc là in nghiêng hay là gạch chân cho một cái nội dung nào đó thì các bạn thực hiện như sau. Ví dụ như tôi muốn bôi đậm thì tôi dùng phím ở đây là tổ hợp phím Ctrl B để bôi đậm cái nội dung. Tôi muốn gạch chân thì tôi dùng lệnh Ctrl U. Và tương tự như vậy, tôi muốn nghiêng thì tôi Ctrl Y. Thì cũng tương tự như với trên Office thì các bạn thấy là tương tự với ba cái ký tự là B là bold, U là underline gạch chân và Y là in nghiêng. Đó, thì các bạn thực hiện như vậy. Ngoài ra thì các bạn có thể thực hiện các phím tắt như sau, ví dụ như là copy, dán paste thì các bạn dùng cắt thì các bạn dùng tổ hợp phím là Ctrl X, copy là Ctrl C, paste là Ctrl V. Tương tự như vậy thì có thêm có cái chức năng là chèn dòng nhanh thì các bạn dùng phím insert, xóa dòng nhanh thì các bạn dùng phím F8 và xóa nội dung là phím delete. Phần tra lại định mức đơn giá cho một công việc thì các bạn có thể dùng tổ hợp phím là Ctrl T và cho một công tác hiện tại là Ctrl R. Tính lại đơn giá thì là tổ hợp phím Ctrl G. Các bạn có thể dùng các phím tắt khác nữa, ví dụ như là thêm hạng mục mới thì có thể là Ctrl H, rồi dịch chuyển giữa các hạng mục thì các bạn dùng phím Ctrl Up và Ctrl Down. Đổi tên hạng mục hay là đổi tên thành phần công việc thì các bạn dùng phím F2. Lệnh in là Ctrl P thì cũng tương tự như với trên môi trường Office, Ctrl P. Các bạn muốn thoát ra thì có thể dùng lệnh chuột, dùng chuột đóng hoặc là escape cũng thể thoát ra. Rồi một số cái tiện ích nữa trong chương trình mà dự toán ETA đưa vào nó thuận tiện trong cái việc kiểm soát cái hồ sơ dự toán của các bạn. Ví dụ như trong cái chương trình Excel nó có một cái lệnh rất là hay là cái căn chuồn và ngoặc đơn. Các bạn biết là cái phím ngoặc đơn, bạn căn chuồn ngoặc đơn thì nó trỏ đúng về cái vị trí tính toán của cái giá trị mà thể hiện ở một cái bảng biểu nào đó. Như các bạn thấy, ví dụ tôi muốn kiểm tra nhanh cái phần giá trị dự toán 39.455.000 này ở đâu, tính toán từ đâu đến, thì thay vì các bạn phải kích về đây để xem, kéo chuột để xem thì các bạn dùng cái lệnh là Ctrl ngoặc đơn đó, thì nó trỏ về đúng vị trí đó. Tương tự như vậy, ví dụ như là phần nhân công đó, các bạn Ctrl ngoặc đơn trỏ đúng về giá trị nhân công. Như vậy cách kiểm tra của các bạn thì nó cũng thuận tiện hơn rất là nhiều trong quá trình mình lập dự toán. Như vậy là trên đây là tôi đã hướng dẫn các bạn các cái thao tác sử dụng các cái phím tắt trên chương trình dự toán ETA. Cơ bản thì các cái phím trên Excel, trên Word như nào thì trên dự toán tương tự như vậy. Thì các bạn trong quá trình thực hiện nếu gặp những khó khăn thì vui lòng gọi điện liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Trân trọng cảm ơn các bạn.